Hi, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Trong clip hôm nay thì Thân có mấy cái đàn mà khách ký gửi muốn review cũng như là test âm thanh qua để cho anh chị và các bạn có thể được lắng nghe và nhìn trực tiếp sau khi mà chúng ta quyết định đặt mua nhé. Thì đầu tiên trên tay Thân đây là cây đàn guitar classic Matsuka có modem là M60. Cây này giá thị trường là loanh quanh khoảng 10 triệu và khách ký gửi là 5,5 triệu. Cái đàn này là một cái đàn guitar Nhật cũ cũng rất là lâu đời rồi. Ở cái cây này thì cái mặt top của nó đã được Thân vệ sinh đánh bóng, cho nên là anh chị và các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là bóng và đẹp. Mặt lưng của hông của nó thì vẫn là đang nguyên bản thôi, có các cái vết xước. Tất nhiên là một cái đàn Nhật cũ thì không thể tránh khỏi. Và khi mà chúng ta muốn làm lại mới thì nó rất là nhiều công. Cho nên là thôi, Thân làm bóng cái mặt trước thôi. Còn tất cả cái đàn này Thân đảm bảo là zin, chưa hề nứt vỡ gì cả nhá. Bộ khóa nó vẫn là bộ khóa nguyên bản của cái guitar classic Nhật. Cái này thì Thân đã khách đã thay cái bộ dây mới xe vừa re ở chỗ Thân rồi. Mặt top phẳng này. Đấy, mặt top phẳng. Nguyên bản không nứt vỡ. Cần thẳng nhá anh chị. Action vừa tay. Đấy, thì cái đàn này dành cho những anh chị nào thích một cây guitar Nhật cũ. Chi phí thấp nhưng mà âm thanh hay. Ở cái đàn này thì cần của nó là cái cần chữ M, cần chữ M. Cái đàn này thì Thân rất là thích cái mặt phím của nó. Mặt phím của nó là gỗ mun cho nên là nó dài xài qua bao nhiêu năm rồi thì nó vẫn rất là bóng và đẹp. Rất là chắc chắn. Rồi bây giờ Thân sẽ thử test thử âm thanh của cái đàn guitar Matsuka này nhé. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đến với các cái đàn tiếp theo. Âm thanh của nó rất là đầm. Một cái guitar Nhật cũ nhưng mà âm thanh nó đang rất là hay. Đây là cây đầu tiên là cây guitar Nhật cũ. Mời anh chị và các bạn cùng xem lại ngoại hình của nó này. Top của nó là gỗ solid Senda, lưng hông là gỗ cẩm ấn. Lưng hông gỗ cẩm ấn. Rồi, 5,5 triệu. Ok, tiếp theo là một cây đàn guitar acoustic đến từ thương hiệu guitar Melinda. Cái đàn này rất là đẹp và có cấu hình rất là tốt, chất lượng. Sở hữu một nước sơn bóng này, mặt top của nó là gỗ thông solid Senda. Có vạt cái tay. Lưng hông của nó là gỗ cẩm ấn. Có khảm hoa, bình hoa đằng sau này. Có các cái viền gú này.
Ở trên cần thì cũng được khảm inlay rất là chi tiết. Cái đàn này thì đã được lắp dây Edison, vừa mới lắp chỗ thân, vừa mới lắp dây bổ dây mới. Cần đàn của Mahogany, bộ khóa chính hãng, cao cấp. Mức giá cho một cái đàn này mà khách mua là 8 triệu sau khi lắp dây, và khách muốn bán lại với giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi nha anh chị. Theo thân thì đây là một mức giá rất là tốt cho một cái đàn mới đến 98-99% như thế này. Rất là đẹp. Cái đàn này có ti chỉnh cong cần đạt và cần rất là thẳng và action thấp nhé. Những cái đàn cũ mà thân thanh lý thì thân vẫn đứng ra. Những cái đàn cũ mà thân thanh lý thì thân vẫn đứng ra bảo hành cho anh chị và các bạn 1 năm nhé. Và đảm bảo chất lượng của nó là xài thoải mái. Rồi, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe âm thanh này. Một cái đàn rất là xứng đáng đồng tiền với một cái mức giá rất là rẻ so với mua mới gần như là một nửa rồi. Rồi, tiếp theo đây là một cái đàn guitar acoustic tiếp. Cái đàn này thì đến từ thương hiệu Everest, một cái đàn guitar do nghệ nhân Việt Nam sản xuất. Cái đàn này là cái đàn Everest có modem là E60 Limited. Và đã được khách lắp EQ Med B12, đã có sẵn EQ. Cái đàn này thì có vạt cái tay này, có khảm inlay ở trên cần đàn này. Bộ khóa của nó là khóa The Jung Gold cao cấp. Bộ khóa này tầm 400-500 nghìn này. Cần Mahogany. Và cái đàn mới đến 98-99%. Bộ dây đàn thì là vẫn là dây này đã được khách lắp Elisa nha. Nâng cấp lên Elixir. Cái đàn mới 98-99%, có EQ. Và khách muốn bán lại với mức giá là 4.500.000 đồng. Rẻ hơn rất nhiều anh chị và các bạn mua mới mà chưa bao gồm những cái đồ như thế này. Cái đàn thì đi kèm cái túi của hãng này. Túi TGI Music. Cái đàn này khách mua ở shop TGI Music. Cái túi này thì mua lẻ cũng tầm 250-300. Và combo cho một cái đàn mới khi mà khách mua thì nó rơi vào tầm 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Và khách muốn bán lại là 4 triệu rưỡi nhé. Ok. Rất là tuyệt vời với những cái sản phẩm mà gần như mới như thế này. Đấy, và giới thiệu đến anh chị và các bạn là những người có tài chính thấp muốn sử dụng một cái đàn tốt. Luôn theo dõi kênh YouTube của thân, thỉnh thoảng chúng ta có thể săn được những cái đàn guitar second hand nhưng mà chất lượng là gần như mới. Rồi, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe âm thanh này. Thanh rất là
Vâng. Cái đàn này thì chắc chắn là action rất là thấp rồi. Siêu thấp luôn. Những cái đàn cũ thì thân vẫn bảo hành 1 năm nhé. Clip này thì thân sẽ lên trước 3 cây second hand, ở clip sau thì thân sẽ tiếp tục lên 3 cây nữa. 3 cây này thì là 3 cây second hand mới 98-99%. Ở đây có 2 cây này nó giá nó bằng nhau này. Một thương hiệu ngoài và một thương hiệu Việt, chúng ta có thể cân đối để mua. Cái con này thì không có EQ. Cái con Việt Nam này thì có EQ. Ok. Và một cây đàn guitar Nhật cũ Matsuka M60. Anh chị lấy cái nào có thể inbox Zalo mà số điện thoại thân để ngay góc phải màn hình đấy, để chúng ta có thể chuyển khoản đặt cọc và nhận hàng thanh toán. Những cái sản phẩm mà thân quay đây thì là sản phẩm trực tiếp nhé, nguyên bản không lỗi lầm, chúng ta về chỉ việc chơi thôi. Clip này thì thân sẽ dừng ở đây. Anh chị và các bạn mà thích cây nào thì cứ nhắn tin cho thân nhé. Ở clip sau thì thân sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh chị một vài mẫu nữa mà khách ký gửi, để cho anh chị và các bạn có thể chọn được một cái đàn tốt, cũng như là khách hàng có thể bán được những cái đàn mà khách yêu cầu. Rồi, nếu như anh chị cảm thấy những cái clip review về những cái đàn guitar second hand này thì có thể like cũng như là cho thân một bình luận nhé. Những clip sau thì thân sẽ tiếp tục lên theo dõi, lên các cái clip và những cái đàn khác. Bên thân thì nhận trao đổi cũng như là ký gửi đàn guitar cũ mới. Nếu như anh chị và các bạn có nhu cầu mua bán thì cứ liên hệ qua Zalo để thân tư vấn thêm. Clip này thì thân sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các clip tiếp theo nhé.